Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ khủng bố tại Đắk Lắk gây chấn động cả nước thời điểm giữa năm 2023, bên cạnh những đối tượng cầm đầu đã được lực lượng chức năng triệt phá, mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã thêm 6 đối tượng. Theo đó, 6 đối tượng được xác định thường xuyên đưa ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc tại Đắk Lắk thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng bị truy nã ngụ tại tỉnh Đắk Lắc gồm Y Quynh Bơ Đáp, 31 tuổi, ngụ tại xã Ia Yong, huyện Krông Park; Y Mút Mơ Lô, 63 tuổi, ngụ tại thị trấn Pơng, Đờ Rang, huyện Krông Búc. Y Trích Nghê, 55 tuổi, ngụ tại xã Ia Dông, huyện Krông Park. Các đối tượng bị truy nã ngụ tại tỉnh Đắk Nông gồm có Y Ibut Eban, 38 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút. Ineyen Eya, 45 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút. Y Chanh Bờ Á, 36 tuổi, ngụ tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút. Cả 6 đối tượng nêu trên đều bị khởi tố về tội khủng bố, quy định tại Điều 299 Bộ Luật Hình Sự. Các đối tượng này thường xuyên đưa ra những thông tin bịa đặt, vu khống chính quyền để kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc nhẹ dạ, tham gia các hoạt động chống phá. Trong đó có vụ khủng bố man dợ xảy ra vào ngày 11 tháng 6 tại huyện Chiêu Khuynh. Vì nghe theo lời xúi dục của các đối tượng trên, một số người đã lâm vào cảnh tù tội, gây ra những hành vi vi phạm pháp luật như Igonie, Y hay gây ra sự việc giết người, đốt phá man dợ, đau lòng. Ngày 11 tháng 6 năm 2023 vừa qua tại huyện Chư Quỳnh, nhiều người nghe theo lời chúng đã bán hết đất đai nhà cửa, bỏ quê hương, vượt biên sang Thái Lan tị nạn để mong muốn đi tới miền đất hứa, không làm cũng có ăn sung sướng. Sang đất Thái họ mới vỡ lẽ, bị cảnh sát Thái Lan bắt nhốt đưa vào trại tị nạn số khác thì chui lủi trốn tránh, sống vất vưởng lang bạt, cùng quẫn bế tắc. Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng nói trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt được đối tượng truy nã, cần phải nhanh chóng báo cho cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Lắc theo địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, số điện thoại 0694 389 133 vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Ia Thiêu và xã Ia trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man dợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi lại toàn cảnh vụ việc này ngay sau đây. Dạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã thiêu và Iakatu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc. Hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị đốt phá. Trên đường tháo chạy, nhóm đối tượng bắt 3 người dân làm con tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, chốt chặn bao vây, bảo vệ hiện trường, giáo diết, truy bắt các đối tượng, kiểm soát tình hình và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin. Công dân thứ ba tự giải thoát. Lực lượng công an tiếp tục giáo diết truy bắt hết các đối tượng, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Chiều 14 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh lấy lời khai ban đầu. Qua lấy lời khai ban đầu số đối tượng này khai chúng nhận được sự chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, sau 6 ngày xảy ra sự việc, ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Đặc biệt toàn bộ các đối tượng cầm đầu đều bị bắt giữ thu giữ nhiều vũ khí, giải cứu tuyệt đối an toàn các con tin. Ngày 3 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc ra quyết định số 05 QĐ andt khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một bị can về tội che giấu tội phạm, Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quy định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn Cơ quan chức năng thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, hai lựu đạn 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ phu và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng. Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẩn trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đến ngày 21 tháng 7, toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắc đã bị bắt giữ. Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng tham gia vụ khủng bố đều đã bị bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 91 bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài thậm chí là cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo vụ tấn công khủng bố cuộc tấn công vào trụ sở chính quyền hai xã Thiêu và yakatu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã làm 9 người chết hai người bị thương lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương đã kịp thời thăm viếng chia buồn động viên thân nhân các cán bộ xã công an xã hy sinh và thân nhân những người dân tử vong cứu chữa cán bộ, chiến sĩ, công an bị thương. Vụ khủng bố có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào sáng 11 tháng 6 là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong vòng 20 năm trở lại đây. Hành vi của các đối tượng man dợ, liều lĩnh, dã dạ man, tàn nhẫn, vô nhân tính, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắc căm phẫn kịch liệt lên án mạnh mẽ sự manh động liều lĩnh, man dở của các đối tượng, đồng thời đề cao cảnh giác tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng. Sự đồng lòng của nhân dân đã trở thành sức mạnh tổng hợp, đưa cuộc sống trở lại bình thường thưa quý vị dù vụ việc xảy ra cũng đã một thời gian những đối tượng cầm đầu trong vụ việc nói trên đã được lực lượng cơ quan bắt giữ nhưng những dư âm và thiệt hại của chúng đã để lại đối với người dân nơi đây là vô cùng lớn các thế lực thù địch phản động các phần tử chống đối đã và đang lợi dụng vụ án để xuyên tạc sự thật đưa ra các thông tin sai trái nhằm kích động chống phá, gây bất ổn từ bên trong, đồng thời tạo cớ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, người dân cũng góp phần không nhỏ vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh cho xóm làng, cho tổ quốc. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.